Hello các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một cái mốt Acorn Biker giáp cực kỳ là xịn sò luôn nha. Ok đi thôi. Đầu tiên các bạn lên CH Play tìm ứng dụng có tên mốt Eden thì nó sẽ khác ra nha. Rồi các bạn vào ứng dụng đó. Rồi bấm vào tìm kiếm từ khóa như trên. Rồi các bạn bấm vào cái đầu tiên. Rồi bấm cài đặt. Sau khi cài đặt xong thì bấm vào Open Game. Các bạn lướt xuống rồi bấm vào gì Sociatech, bấm vào Eden mà bạn vừa tải. Rồi tiếp tục bấm vào dòng bên dưới. Và làm tương tự như vừa nãy. Sau đó các bạn bấm vào phần Game lướt xuống. Đến số 5 thì dừng lại, rồi các bạn bật hết mấy cái này lên. Đến đây là dừng nha, rồi các bạn vào game. Các bạn bấm ngồi xuống rồi nhảy lên nha, rồi click vào màn hình. Ở đây có rất nhiều con mod, tha hồ mà chọn. Các bạn muốn biến hình thành con mod nào đó thì chỉ cần ngồi xuống và nhảy lên thôi, rất chi là đơn giản. Ok và đó là tất tần tật về cái Eden này. Nếu thấy hay hãy để lại một like và một subscribe nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Bye bye và hẹn gặp lại.